ha, đây là một cái dạng mới ha, mới cho chuẩn bị ứng tích cực nha. Đây mẫu mạch rất là tuyệt vời nha, đây nó mẫu mạch mới được thiết kế hai bánh rời, đó cho mình thuận lợi thuận tiện mình sử dụng cho dạng lo kéo thích hợp ha, sấp lo bát lo chung lo chép ha, chung một thùng ha. Đó. Bố trí nó nằm phía trước, nằm phía sau. Đó. Đây là thuận tiện cho cái thùng mình hơn ha. Điều chỉnh này ha. Đây là dạng DP vượt ở cua chống thú ha. Đây cũng là một dạng lập trình mới, giải thuật lập trình mới chống hú hiệu quả rất là cao ha. Khói ở cô thì vợ ha, đây đây là men công suất, đây là dạng mạch dạng men 2.1 ha, 2.1 sử dụng bình ắc quy, mình quê ha, để lọc kéo là phải sử dụng mình quê đó. Rồi, trước của nó đây. Thì cái này là một ngõ là xuất thì đây là một ngõ là xuất ha. Hai kênh vỡ tinh này. Đó. Thì đây là hai IC T3 316D2, một con chạy sấp, một con chia hai ra để chạy cho hai vỡ tinh ha. Đó, thì một kênh kênh một kênh hai nè, kênh một là lắp bát chung chép này, bát chung chép này. Đó. Thì con IC T3 nó công suất 150W. Đó. Thì bản thân thằng súp là 150W đó. Thì mình sử dụng cho lô súp 2,5 tấc đó, 2,5 tấc. Sử dụng cho súp 2,5 tấc ha. Đó. Bên lo và tinh là mình sử dụng lo mát 3 tấc, mỗi kênh được 80W 3 tấc. Thì các anh em sử dụng bát 3 tấc, con 38 hoặc là con 42 tượng 140. Như vậy là mình sử dụng được hai lo bát 3 tấc nha. Bát 3 tấc hai kênh riêng biệt. Súp thì 2 tấc hoặc 2 tấc rưỡi. Nếu như mà lo full á, lo vệ tinh 3 tấc mà sử dụng súp 2 tấc rưỡi là ở đây ha. Lo súp các anh em nha. Nó rõ chỗ này, lô xích thì nó công suất nó sẽ lớn hơn nhiều so với cái lo dạng lo bát nha. Như vậy nếu 150W thì lo xích tầm khoảng 2 tấc đến 2 tấc rưỡi thôi ha. 2 tấc hoặc 2 tấc rưỡi. Lo xích kết cấu nó khác, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều so với lo bát này. Đó, này là phần kích áp này. Kích áp lên IC T3 316D2, nó chạy điện áp là 24V, bình này. Bình 12V cắt vô cho mình bình. À, thì đây dạng công tắc power là dạng cấp tín hiệu nha, các nguồn mình tín hiệu nên các anh em là không bao giờ thấy xuất hiện tình trạng bật loa nha, ngay cả mình đang đỡ ở công suất mắc luôn, off on đều không bao giờ bật loa, khẳng định còn như thế các anh em, và như thế là không bao giờ gây hư hại cho loa nha. Mặt này thì
ngõ vào Vita, một cổng micro, dùng thẻ nhớ này, dùng USB này, và đặc biệt là cái chuẩn kết nối OTG này cho phép mình truyền dữ liệu với điện thoại hoặc là máy tính, kết nối file MP4 video ha. Này là khóa livestream, Apple Android này. Hai cái cổng này ý có nghĩa là sao cái này? Một cái bắt Bluetooth, một cái kết nối với điện thoại để phát livestream. Thì mạch đã có Bluetooth rồi, nha. Thì mình chỉ cần kết nối một cái điện thoại để phát livestream thôi. Đây là cổng tai nghe, cổng AU, X. Cổng AU X là để mình kết nối với điện thoại, với TV. Cổng AU X, AU là mình kết nối với một thùng loa tiếp theo. Lúc này là nó không còn gọi là kết nối với sub điện nên các anh em, tất cả những cái mẫu khác đây. Tại vì bản thân mạch này là sub rồi, là hoàn thiện một cái hệ thống loa rồi. Thì ngõ AU này anh em có thể là kết nối thông loa thêm một cái thùng loa, nhưng mà với điều kiện phải có men công suất nha, đây là dạng tín hiệu nha. AU này là tín hiệu nha, nói rõ cho mặt xem nha. Kết nối loa là những anh em là xách cái loa vô kết nối là nó không bao giờ có tiếng đâu nha, nó là dạng tín hiệu, tín hiệu như thế. Ok, đây là ngõ micro không dây. Micro không dây nó là Mixcaster 5V Grinder. Thì dạng micro không dây 5V nó cho phép mình kết nối tất cả các loại mic thôi. Từ mic đời cũ xa xưa nhất là dạng 5V đến mic đời mới hiện nay là 8V. Đó. Quá đa năng ha. Đây, thì cái men này mới gọi là men công suất, thì mình đỡ sau thùng. Này cái phần hiệu chỉnh ha, hiệu chỉnh. Thì nó có các phím điều khiển và các volume chỉnh. Đó, nó rất phù hợp cho mình đặt ở phía trước ha. Đây, tầng chỉnh nè, mid volume, mid bass, mid chép, echo, delay, reverb, chép bass volume ha, chép bass volume. Ở đây anh em mình nói có sub, đây ngõ là sub, nhưng mà nhìn anh em thấy không thấy volume sub. Ra đây là cái dạng chỉnh mà cái thật ra là cái phần sub đã được chỉnh định bên trong mạch rồi nha, chỉnh định bên trong mạch. Thì do vậy là khi mình chỉnh volume lên bass chép đây, thì cái ngõ ra âm thanh này tần số nó khác này. Đã chỉnh bên trong, để điều chỉnh bên trong mạch rồi các anh em nha. Đó, mình thấy rõ đó, điều chỉnh bên trong. Đây là một dạng mẫu mới nè các anh em, DSP Reverb Echo chống hú. Thì mình cũng nói cho các anh em rất nhiều ha về cái phần chống hú. Một mạch lô kéo mà có chống hú thì hiệu quả cao, quá sức là tuyệt vời. Mình được phép tăng mid bass, tăng mid chép nè, tăng echo nè, tăng delay nè, tăng reverb lên tối đa mà không sợ hú. Mid volume tăng lên mức cao. Thì cái điều này là rất quan trọng cho loa kéo. Loa kéo mình ca, mình ngồi gần, mình rất là sở hữu ha. Đây là phụ kiện kèm theo, cái remote, cái adapter sạc. Tại vì cái mẫu này bắt buộc anh em phải dùng bình nha, bắt buộc phải sử dụng bình. Rồi, này mục tiêu là thiết kế cho dạng loa kéo, bắt buộc anh em phải sử dụng bình nha. Đây là một dây bình, dây cắm bình nè, dây cắm súp nè. Mà sử dụng hai dây sơ công suất T3 6D2. Đó là lo này. Đây là phần full này, lắp bát chung chép này, này lắp súp nè, micro không dây. Ok, thì cái này mình cái video này mình giới thiệu nhanh cho các anh em ha. Mình sẽ
làm video thử mặt cho cái này ha. Mình sẽ làm một số cái video để thử về cái chất âm nhạc này, và cái tiếng micro, tiếng vi vọt và khả năng chống hú cho các anh xem hiệu quả đến mức độ nào ha. Đây là một dạng ổ mới, có rất nhiều anh em đang hưởng ứng.